Được biết rằng vào buổi tối ngày hôm nay lúc 19 giờ ngày 5 tháng 10 trên kênh của Tuyết Nhung sẽ đăng bài hát MV Đóa Hoa Môi sáng tác của Han Lập Chương sẽ được trình làng cho cả nhà cùng nghe. Được biết thì cái ca khúc này thì đã được sáng tác và phát hành ở trên Zing MP3 rồi, và ca khúc Đóa Hoa Môi cũng như là cái album Nàng Thơ Bolero của nhạc sĩ Han Lập Chương thì đã được phát hành và có được những cái thứ hạng rất cao ở trên các bảng xếp hạng nghe nhạc trên toàn quốc. Và đây cũng là một trong những cái mà khán giả cảm thấy rằng vô cùng tự hào đối với Tuyết Nhung. Tuyết Nhung là một trong những người con của chị Phi Nhung được chọn trong MV Nàng Thơ Bolero của Han Lập Chương. Chia sẻ về việc kết hợp cùng Han Lập Chương trong dự án mới thì Tuyết Nhung có cho biết rằng là anh cũng đã từng cùng mẹ Phi Nhung làm lên những bài hát để đời và không có lý do gì mà tôi lại không đồng hành tiếp nối. Bên cạnh những cái ca khúc nhạc trẻ được khán giả yêu mến thì Han Lập Chương còn mang đến nhiều cái màu sắc mới với những cái ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình dân ca. Sau đó, thành công của Lan và Đẹp 4 hay Bộ Ôi Đừng Khóc, nam nhạc sĩ tiếp tục trình làng album Nàng Thơ Bolero, quy tụ sự góp mặt của ca sĩ như Hương Lan, Thanh Ngọc, Phương Anh, Phương Ý và Tuyết Nhung. Trong dàn khách mời thì sự xuất hiện của ca sĩ Hương Lan đều khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó thì nữ nghệ sĩ có dịp biểu hiện Bộ Ơi Đừng Khóc trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ. Từ những cái mối duyên đó mà mỗi lần về nước thì Hương Lan đều mời đàn em đến những cái nơi biểu diễn để cùng chia sẻ những cảm xúc thăng hoa của mình trong nghệ thuật. Theo tiết lộ của Han Lập Chương, trong dự án mới nữ danh ca thể hiện Nợ Huế Nợ Em Một Khúc Tương Phùng, bài hát đã giúp anh giành Á quân tình Bolero 2019. Về phía Tuyết Nhung thì cô thể hiện các khúc Đóa Hoa Môi phù hợp với giọng hát ngọt ngào của mình, con nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung bật mí: "Tôi nhận lời mời của Han Lập Chương thông qua một người bạn ca sĩ. Khi đó thì tôi rất bất ngờ, nhưng đồng ý ngay. Anh đã từng cùng mẹ làm nên những bài hát để đời thì không có gì mà tôi lại không đồng ý tiếp nối." Và trong cái MV này thì với Han Lập Chương, Thanh Ngọc là một gương mặt đặc biệt góp mặt trong dự án này. Trước đó thì giọng ca 8X cũng chưa từng thử sức bộ với Bolero vì lời mời của đàn em nên đành phá lệ. Quá trình thu âm không mất nhiều thời gian vì cái tính chuyên môn sẵn có trong giọng hát của Thanh Ngọc cũng như là các nghệ sĩ Phương Anh, Phương Ý và Tuyết Nhung rồi. Tuy nhiên là vẫn gây bất ngờ khi mang một không gian Bolero riêng biệt đến với ca khúc Nếu Phải Lấy Người Ấy. Đây là một điều mà khán giả thấy rằng là Tuyết Nhung đã có những cái bước phát triển rất mới trong âm nhạc của mình, nhất là ca khúc mới này. Với ca khúc này thì Tuyết Nhung được thể hiện hết những cái khả năng của mình. Tuy nhiên rằng là khán giả cũng mong muốn đối với ca khúc này thì có một điều mà khán giả mong muốn, đó chính là giọng hát của Jack Long sẽ được song ca cùng với Tuyết Nhung trong bài hát này. Đóa Hoa Môi là một ca khúc rất là đặc biệt mang hướng Bolero. Tuy nhiên rằng là nó sẽ rất hợp với đệ song ca, nhất là với giọng ca cao và sáng như của Jack Long. Khán giả nghĩ rằng là ca khúc này chỉ hợp với giọng tông nữ thôi, nhưng mà khi được phối lại thì nó sẽ mang đến một cái ca khúc song ca rất là mới. Hy vọng rằng là bài hát này sau khi được phát hành thì Tuyết Nhung và Jack Long sẽ có cơ hội hát với nhau và song ca với nhau, phối lại một bản phối mới để có thể đem đến nhiều show diễn cũng như là một cái show diễn đặc biệt nữa với những cái bài hát cực mới mà trong thời gian này, kể từ show diễn sinh nhật đến bây giờ, thì Tuyết Nhung và Jack Long đã có rất nhiều những cái ca khúc mới cũng như là cái sự hợp tác mới, phối lại những cái bản hát mới, thì nó sẽ đánh dấu được một cái bước chuyển mình mới nữa của cả hai khi tổ chức thêm một live show trong cái dịp gần Tết này, khi mà mọi người luôn luôn hướng về cái việc là quây quần đoàn tụ. Thì một cái đêm nhạc để Tuyết Nhung và Jack Long và nhiều các sĩ khách mời là những người anh em trong gia đình Phi Nhung đến tham dự là một điều vô cùng đặc biệt và đáng được mong chờ. Tự nhiên cái quên mất tiền quá vậy ta. Về bài hát trong live show thì có một bài mà em hát ở chương sau, là chương thứ hai, dạ em dấu ấn thì cái ca khúc này là con rất là thích, mà hồi đó giờ nghe mẹ Nhung hát từ rất là nhỏ, hồi lúc mà em Nhung mới 14-15 tuổi à, mà không có khóc nhưng mà tại vì em thích ca khúc này quá, nhưng mà tại do là ca khúc này nói về tình yêu cho nên là dạ cho nên là hy vọng là
quý vị sẽ đón nhận ca khúc này ạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Khán giả yêu cầu căn nhà màu tím. Chị nào chị được không? Và yêu thương và cũng kể cả các bé nhỏ đang sống tại nhà của chị luôn nữa. Còn bây giờ theo yêu cầu của rất nhiều quý vị đang coi livestream thì cảm ơn xin nhường video này lại cho cái Nhung và chị Đông, tức là đôi của các xe của quý vị yêu thương đến hồ đến mừng. Bây giờ muốn nói gì đến nào? Nhưng mà nếu mà thật sự yêu thương thì cứ chuyển khoản cho tài khoản của MC Diễm Quỳnh đấy. Không, MC Diễm Quỳnh không có tài khoản, chỉ có tài khoản của Phi Như thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bữa nay là bữa 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 b